đề như thế. Và cái nghề bán hàng đối với mình ấy, đó là cái nghề mà mình cảm thấy gì, nó thực tế nhất trong kinh doanh, nó thực dụng nhất, và đó là cái giúp mọi người đặt phát triển thăng tiến một cách nhanh nhất. Trở nên tự tin hơn trong việc giao tiếp tiếng Anh.